Xin giới thiệu các bác cái cách ngâm rượu của quả na rừng chi tiết hơn. Cái quả na rừng xanh như này nhé, trong vì xanh này thôi tôi sẽ bổ nó ra, tôi sẽ bổ nó ra các bác nhé, để các bác xem bên trong nó, các bác nhìn nó rõ hơn nhé, chứ bên trong nó rất là hồng rồi. Thì tôi sẽ bổ cái quả na rừng này cho bác xem luôn. Các bác tay khỏe thì các bác có thể dùng tay các bác tẽa được ấy mà, nhưng mà tôi thì không thể tẽa được, tôi phải dùng dao. Tôi bổ cho các bác xem nhé, các bác chờ một chút tôi sẽ tách ra luôn. Đây các bác nhá, và các bác dùng cái dao các bác tách cái quả na rừng này ra nhé. À, tôi thì không thể đủ sức dùng tay thì tôi dùng dao tôi tách ra. Các bác, nó sẽ có một hai múi nó bị sứt sẹo thôi, chỉ chấp nhận thôi, bởi vì mình làm cái đầu nó thế. Đây các bác này. Đấy. Đấy các bác nhé, quả na này nó chín rồi đấy, nó ương rồi đấy các bác nhé. Đây. À, tôi sẽ nếm thử cho bác xem. Nó có vị chua chua, chan chát, đúng gọi là chí chua chua, chắc là vì như thế. Đây này các bác này. Đấy, chí chua chua. Này quá đấy, đấy các bác, giờ khi nó cậy ra rồi thì rất là dễ nhé các bác nhé. Đấy, tách múi ra rất là ngon lành đấy. Đấy con này. Đấy. Đấy. Khi quả na rừng đã được tách múi ra rồi thì tách một vài múi ra rồi thì rất là dễ tách, không có gì khó khăn cả. Rồi, sau khi tách múi xong thì các bác xếp vào bình nhé. Ở đây tôi chỉ tách múi ra thôi. Đây các bác nha, các bác có thể ngâm theo kiểu tách múi này ra. Các bác xếp vào bình. Đây, các bác xếp chỗ nào cho đẹp thì cho nó hay thì các bác xếp thôi. Đây các bác nha. Đây nha, các bác xếp hết một lượt này nhá. Nào. Đấy, quả này nó chưa vừa thì các bác tách tiếp ra, khi nào vừa thôi. Rồi xong, xong rồi các bác đổ rượu ngập lên nhé. Các bác đổ rượu ngập lên khoảng độ vài phân trên cái quả na nhé. Đấy, xong đó là các bác đậy chặt lại. Các bác để 3 tháng, 100 ngày dùng rất là ngon các bác nhé. Rồi, đây là cái cách ngâm rượu quả na rừng như thế thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video sau nhé.